Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả cô chú anh chị đang xem kênh Thanh Quyền Vlog. Kính thưa quý vị, trưa ngày hôm nay thì Thanh Quyền xin phép gửi đến quý vị một số những cái nội dung xung quanh câu chuyện của cô Nguyễn Phương Hằng. Đặc biệt thì mới đây đó, Đinh Lan lại thông báo thêm một cái thông tin vô cùng động trời là mình sẽ cấy phôi thai để mang thai. Thưa quý vị, cái thông tin này thì ngày hôm qua Đinh Lan đã tuyên bố rằng là mình sẽ mang thai rồi. Nhưng mà với người yêu, không biết là ngày hôm nay là có lẽ là người yêu của Đinh Lan đó không có khả năng, hoặc là đã ngán Đinh Lan này rồi, sợ có con với Đinh Lan này, cô chú anh chị. Cho nên là Đinh Lan tuyên bố rằng là mình sẽ cấy phôi thai chứ không có gọi là có mang với người yêu mình của mình được nữa. Cái việc mà Đinh Lan tuyên bố có thai này đó, vì mục đích mình thấy rằng là điều đầu tiên là nó muốn gọi là cà khịa bà Nguyễn Phương Hằng trước cái thông tin đồn trước đó là cho rằng là bà Nguyễn Phương Hằng có mang thai để mà đối phó với cơ quan chức năng. Thông tin này thì chúng ta được biết rằng là từ Nguyễn Xin nó tung ra, Nguyễn Xin tung ra cho rằng là bà Hằng để đối phó với công an, cho nên là mang thai ngay cái tại thời điểm này. Nhưng mà chúng ta thấy rồi đó, về cái vấn đề liên quan đến pháp lý cho đến thời điểm này đó, là bà Nguyễn Phương Hằng không hề dính vào cái câu chuyện pháp lý với bất cứ cá nhân nào nha cô chú anh chị, bất cứ cá nhân nào luôn. Kể cả ông Minh Tuệ hay là cho đến hai vợ chồng của trại giam An Phước như những cái lời đồn. Bởi vì nếu có đó thì chắc chắn báo chí thì cũng đã đăng tải rầm rộ cái nguồn thông tin này rồi. Và nếu như thật sự mà bà ấy đã kiểu dạng như là tái phạm nguy hiểm đó quý vị, thì chắc chắn không có còn gọi là tự do ung dung để mà đi chơi, đi siêu thị ở ngoài đời như thế này được. Bởi vì chúng ta được biết rằng là cô Nguyễn Phương Hằng thì cũng vừa mới trở về thôi, vừa mới trở về thôi. Và nếu như tái phạm lại cái câu chuyện vu khống và bịa đặt đó thì tất nhiên sẽ bị bế ngay lập tức nha cô chú anh chị. Và nếu như có khởi kiện đó thì cũng chỉ là người trong cuộc có quyền làm đơn tố cáo. Ngày hôm qua thì Đinh Lan đó làm một cái đơn tố cáo vô cùng buồn cười, khi bà Hằng đâu có nói gì liên quan đến Đinh Lan đâu, mà Đinh Lan làm đơn tố cáo, nó chỉ làm để mục đích gọi là lên trên mạng vu khống thôi, chứ không có dám gửi lá đơn này đâu cô chú anh chị. Bởi vì nếu tố cáo sai đó thì chắc chắn một điều là sẽ bị mang cái tội vu khống, bị phản tố ngay lập tức mà thôi. Còn bây giờ đó, liên quan đến cái vấn đề mà Đinh Lan mang thai ha, thì đó mới đúng thật sự là để thoát án tù nè. Bởi vì ngay thời điểm này thì Đinh Lan đã bị bà Hằng cũng như là ông Dũng đã chính thức làm đơn gọi là tố cáo đối với nhân vật Đinh Lan này. Nhiều người ngay tại thời điểm này đã nói rằng là trời ơi, bà Nguyễn Phương Hằng đã đi đâu á, bây giờ ai thấy bà Hằng thì cũng ghét, đâu có yêu thương gì bà Hằng đâu, sao mà tụi mày suốt ngày để mà lên binh vực bà Nguyễn Phương Hằng. Thì trước tiên đó, tôi mời cô chú anh chị xem một số những cái hình ảnh này nha. Quý vị thì chúng ta thấy rằng là bà Nguyễn Phương Hằng đi đến đâu đó thì cũng vô cùng thân thiện, người dân thì vây quanh để chụp hình ảnh. Vậy thì ghét dữ chưa, ghét dữ chưa. Tôi thấy rằng là một số các anh chị toàn là mõm trên không gian mạng không à, toàn là mõm trên không gian mạng thôi. Và những người mà nói rằng là tôi không thích bà Hằng, tôi ghét bà Hằng đó, là những người đó là những cái cá nhân mà đang vô cùng u mê ông Minh Tuệ nha. Tôi nói ở đây là u mê. Còn những người thật sự mà tôn trọng ông Minh Tuệ và người yêu mến ông Minh Tuệ mà người ta có lý trí đó, thì người ta cũng không buông ra những cái lời mà để xúc phạm hay là thóa mạ bà Nguyễn Phương Hằng.
Bởi vì cái việc mà bà Nguyễn Phương Hằng có yêu thích ông Minh Tuệ hay là ghét bỏ ông Minh Tuệ đó, đó là cái quyền cá nhân của bà ấy. Bà ấy có nói gì đi chăng nữa cũng là cá nhân. Và nếu có sai phạm đó thì gia đình ông Minh Tuệ hoặc là bản thân ông Minh Tuệ có thể làm đơn để mà tố cáo bà ấy. Bởi vì mới đây thì mình thấy rằng là cá nhân ông Minh Tuệ ổng cũng có một cái văn bản để mà quỷ quyền, để quỷ quyền cho ông Lê Anh Tuấn là anh trai đó, để mà làm một số những cái vấn đề liên quan đến pháp lý rồi. Vì vậy cho nên đó, là nếu như mà có những cái vấn đề mà xúc phạm hay là vu khống cho ông Minh Tuệ về cái câu chuyện mà những buổi live stream của cô Nguyễn Phương Hằng, thì hoàn toàn ông Lê Anh Tuấn có thể đại diện cho ông Minh Tuệ đi tố giác hay là tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Những người mà thật sự người ta có lý trí, người ta nhìn nhận vào cái thực tế, cái sự thật, không có cái kiểu dạng như là quá u mê. Bởi vì bản thân ông Minh Tuệ ông chỉ là người tập học bình thường thôi, không phải là thần thánh gì cả, chứ đâu phải là đến đó chạm tay ông Minh Tuệ rồi đến đó để gọi là cúng dường cho ông Minh Tuệ, rồi quỳ lại ông Minh Tuệ là sẽ được một cái phước báo gì đó đâu. Đâu có ai chứng minh được cái điều đó. Bản thân ông ấy cũng đã từng khẳng định mình không có được một cái thành tựu gì cả. Đó, những người người ta thật sự có lý trí thì người ta nhìn nhận vào những cái sự thật, những cái việc làm mà nó thực tế hơn. Giống như là cái câu chuyện mà từ khi mà bà Nguyễn Phương Hằng trở về là bà ấy đã giúp được bao nhiêu trẻ em rồi, bỏ những cái khoản tiền gì ra để giúp cho đồng bào miền Bắc rồi. Còn từ khi mà ông Minh Tuệ ông xuất hiện cho đến nay thôi, thì tôi chưa thấy được một cái gọi là cái gì có ích cho xã hội, cho cộng đồng, mà thậm chí nó còn ảnh hưởng đến quốc gia, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Và cũng đã có một số những cái trường hợp, đặc biệt là có cả những trường hợp đã qua đời, thưa cả nhà. Vậy thì nếu như là thần thánh Phật sống gì đó thì tại sao những cái trường hợp này ông ấy không có thể giúp đỡ cho người ta, để mà dân chúng đó, người ta nó có thể gọi là tin tưởng hơn. Nếu thật sự như vậy thì đâu có ai gọi là lên tiếng nói gì được ông Minh Tuệ, đúng không cô chú anh chị? Nhưng mà rõ ràng trong cái câu chuyện này, yêu thương ghét gì đó là quyền cá nhân của mỗi người. Còn những người mà đi mà vì cái câu chuyện mà bà Nguyễn Phương Hằng nói gì ông Minh Tuệ mà đi tấn công, đánh phá vào doanh nghiệp đó, thì đó cái kết cục liên quan đến pháp lý đó, nó cũng sẽ khoảng thời gian sắp tới đây nó sẽ có kết quả mà thôi. Bởi vì luật sư cũng đã làm việc một khoảng thời gian rất là dài rồi cô chú anh chị, kể từ khi mà cô Nguyễn Phương Hằng đã tuyên bố trên live stream nhắc cái tên Hoàng Duy Hùng, chúng ta còn nhớ đó, thì đến ngày hôm nay danh sách cũng khá là dài, thu thập đó thì chứng cứ thì cũng đã có đầy đủ, từng cá nhân một. Nổi trội vẫn là Đinh Lan, Hoàng Duy Hùng và Hoàng Sáu TV. Thì quay trở lại với cái câu chuyện Đinh Lan mới đây, mới nhất là tuyên bố mang thai đó, thì tôi nhắc cho chị Lan nhớ một cái điều, mình đã có 4 đứa con rồi ha. Thì trước đó đó mình cũng đã chưa từng cho 4 đứa con mình một cái hạnh phúc trọn vẹn, kiểu như là không có cha đó, cha đâu không biết. Thì đứa cuối cùng này, mình cho dù mình có thụ thai bằng cách nào đi chăng nữa, mình có cấy phôi thai đi chăng nữa, thì cũng nên suy nghĩ đến hạnh phúc tương lai của con cái của mình, chứ không phải mình sinh nó ra rồi mình vô trách nhiệm vậy đâu, vô trách nhiệm kiểu vậy đâu nha Đinh Lan. Mặc dù chúng ta thấy rằng là ngay thời điểm này đó, đang là trong lúc dầu sôi lửa bỏng, ông Dũng tuyên bố đã gọi là sẽ làm một câu chuyện pháp lý rồi, nhưng mà chúng ta thấy rằng là Đinh Lan đó nó vẫn lên để mà ghéo tên hàng ngày. Điều này thì khán giả của Đinh Lan cho rằng là trời ơi, Đinh Lan anh hùng quá, Đinh Lan nói chung là tự tin quá, cố gắng lên Đinh Lan. Nhưng mà tôi thấy rằng trong đó có những cái điều mà Đinh Lan đã dường như đang vô cùng hoảng loạn nha cô chú anh chị, cực kỳ hoảng loạn ngay thời điểm này. Và cái việc mà tung tin rằng là mình có thai là cái điều đầu tiên mà tôi thấy rằng là Đinh Lan á, dường như đó là mong muốn là muốn giảm nhẹ hoặc là câu kéo cái thời gian này thôi, là sợ sệt rồi. Đinh Lan sợ sệt đó, chứ không phải thật chất là tự tin cho bản thân mình đâu. Cầu cứu khắp nơi, là mà làm đơn tố cáo thì cũng giống như những cái giọng điệu trước đây. Chúng ta thấy cái đơn tố cáo của Đinh Lan bây giờ nó đã đi về đâu hết rồi. Nào là đơn giám đốc thẩm nè, rồi đó, cho đến là cái gì cô chú anh chị, cho đến là những lá đơn tố cáo hàng chục youtuber, tố cáo mấy chục năm trời rồi, nhưng mà làm sao, nhưng mà không có cái đơn nào nó ra cái đơn nào cả.
Cái việc mà Đinh Lan tuyên bố rằng làm đơn tố cáo ông Dũng cũng như là bà Nguyễn Phương Hằng đó thì cũng chỉ muốn gọi dặn là kéo dài thời gian thôi. Nhưng mà lần này thì nó đã khác rồi. Chúng ta nên nhớ rằng nếu như trước đây đó thì bà Nguyễn Phương Hằng có lời qua tiếng lại với Đinh Lan, thì cái câu chuyện mà giống như là cái vấn đề cãi nhau trên mạng xã hội mà thôi. Nhưng cái thời điểm này thì khác. Đinh Lan thì hàng ngày réo tên bà Nguyễn Phương Hằng, còn bà Nguyễn Phương Hằng hay là ông Dũng không hề nhắc đến Đinh Lan, nói chuyện Đinh Lan này cả. Đó. Cái câu chuyện nó hoàn toàn khác nhau. Nhiều người nói rằng trời ơi, bà Hằng bà tố cáo Đinh Lan này cũng từ đầu rồi, cũng có làm gì được Đinh Lan đâu, đó, cho nên là không có sợ. Trên thực chất là cái câu chuyện nó hoàn toàn khác biệt. Cũng giống như ngày hôm nay nhiều người nói rằng là bà Nguyễn Phương Hằng trước sau gì cũng bị bế cái này kia kia nọ, nhưng trên thực chất chúng ta thấy rằng trước đây đó thì bà Nguyễn Phương Hằng đấu tố với một số cá nhân một khoảng thời gian dài. Bà ấy gọi tên người này người kia, bà ấy chửi thẳng, nói này này kia kia nọ. Giống như là một số nhà báo hay các ca sĩ này kia thì người ta có đơn kiện trực tiếp. Thì việc bà ấy bị mời, bị triệu tập là có. Còn bây giờ tôi hỏi cô chú anh chị rằng là ai kiện bà Hằng rồi? Để bà ấy vướng vào lao lý. Ai kiện rồi? Ai kiện đâu lên tiếng cho tôi coi. Báo chí nào viết? Trước đây chúng ta thấy rằng mỗi khi mà chị Quy Vanh hay là anh Đàm Vĩnh Hưng kiện đó thì báo chí đang rầm rộ, họ đã thụ lý đơn, đã nhận đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng này kia kia nọ, vân vân. Nhưng mà ngày hôm nay thì bà ấy có nói đến ai? Nếu như thật sự gia đình của cán bộ trại giam An Phước đó có lá đơn khởi kiện thì tôi tin chắc rằng đó báo chí cũng sẽ đang rầm rộ và bà Nguyễn Phương Hằng cũng sẽ không thoát khỏi vòng lao lý nếu như bà ấy nói sai, bà ấy vu khống cho người ta. Và hơn ai hết tất nhiên rồi, cái luật 331 khi bà ấy trở ra ngoài bà ấy biết rõ nhất, không có dạy gì đi vu khống bịa đặt cho người khác khi vừa mình mới trở về ra. Thưa cô chú anh chị, có cái tội phạm nào mà vừa mới ra tù đó như là lại đi tiếp tục phạm tội tiếp với những cái nội dung mà mình thừa biết đó là những cái hành vi vi phạm hay chưa, trong khi bà ấy gọi là hoàn toàn sung sướng với cuộc sống ngay thời điểm hiện tại, vừa mới trở ra là tất cả những cái quyền hành đã trở về tay, cuộc sống giàu có sung túc chứ không phải là đối với những người khó khăn. Cho nên ngay cái thời điểm này, những ai đó mà tôi thấy rằng là vẫn đang rất là mong muốn là bà Nguyễn Phương Hằng sẽ vướng vào vòng lao lý đó, thì có lẽ rằng với những cái thông tin nội dung ngày hôm nay đó là những cái tin buồn dành cho họ, nằm mơ đi. Không có câu chuyện đó đâu. Còn là sẽ là những cái kẻ mà vu khống bịa đặt đánh phá vào doanh nghiệp đó, nói đến bà Nguyễn Phương Hằng, tung tin giả về bà Nguyễn Phương Hằng thôi thì cũng là đánh phá vào doanh nghiệp. Chứ đừng nói rằng là tôi chỉ nói bà Hằng hay là ông Dũng, tôi đâu nói gì đến Đại Nam. Người ta cũng là tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, ông Dũng là chủ tịch hội đồng quản trị, mà tung tin liên quan ảnh hưởng đến uy tín danh dự của ông ấy thì chẳng khác nào đánh phá vào doanh nghiệp Đại Nam cả. Bởi vì nghe những cái thông tin này thì các đối tác người ta đó sẽ gọi là ngần ngại cái vấn đề hợp tác hay là quỹ hợp đồng với cái Đại Nam, thì cái vấn đề đó là nó có ảnh hưởng đến doanh nghiệp của người ta hay không. Thưa cô chú anh chị, quá rõ ràng. Chỉ có ngay thời điểm hiện tại đó, chỉ có những kẻ vu khống bịa đặt bà Nguyễn Phương Hằng mà thôi. Còn bà Nguyễn Phương Hằng hay là ông Huỳnh Thị Dũng chẳng bao giờ nói đến ai nữa cho đến thời điểm này. Kể cả câu chuyện của Hoàng Duy Hùng, khi mà Hoàng Duy Hùng lên tiếng xỉa xối chửi bới bà Nguyễn Phương Hằng, dùng lịch tê sát đó để mà muốn tử hình bà Nguyễn Phương Hằng, thì lúc đó bà ấy mới lên tiếng. Trời, bữa giờ tôi nghe Hoàng Duy Hùng đòi đi kiện bà Nguyễn Phương Hằng, tôi nghe tôi mắc cười lắm. Ngon thì kiện, kiện một cách công khai đó, đừng giống như con Đinh Lan này để mà lên gọi là trời ơi giết trên tấp cộng đồng này kia, nó có giờ nó dám gửi đâu cô chú anh chị. Bởi vì có những cái lá đơn đó nó nằm đâu hết rồi. Rồi kiện người ta đó thì nên cơ quan chức năng mà người ta mời ra làm việc đó thì phải lên để mà làm việc cung cấp theo chứng cứ, chứ đừng có cố thủ ở trong nhà Đinh Lan. Lần này thì Đinh Lan đã tuyên bố nó có bầu, thì tôi nghĩ rằng là nếu như thật sự vậy thì cũng nên chúc mừng Đinh Lan. Thì nếu như có bầu thì cũng chỉ gọi là tạm quản một thời gian thôi, chứ không có thể nào tránh né được vấn đề pháp lý được. Nuôi con đúng gọi là 36 tháng tuổi thì cũng sẽ phải đi thi hành án, chứ đâu có tránh né được cái điều gì đâu. Trời ơi, nhiều người nói rằng là bà Hằng có thai để làm cái gì? Để gọi là tránh né pháp luật. Tránh né để làm cái gì? Có tránh né được đâu. Bây giờ có phạm tội đi, phạm tội đi chăng nữa, bây giờ có thai đi nữa chăng nữa, hoặc là đang là chuẩn bị sinh hay đang nuôi con đi nữa, thì hết cái thời hạn đó, đủ cái thời gian đó cũng phải đi tù thôi.
chứ chẳng bao giờ có ai cái tránh né né được cái gì lưới pháp luật cả, thưa cô chú anh chị. Nhưng mà thời điểm này đó, việc gì và ấy phải làm như vậy. Chỉ có những người mà u mê hoặc là cố tình xuyên tạc thì mới đánh giá trong cái câu chuyện này là cái mục đích như vậy. Ngay thời điểm hiện tại thì ông Thích Minh Tuệ đó, ông ấy đã tuyên bố dừng đi khắc thực rồi. Nhưng mà tôi vẫn thấy có những người mà gọi là ăn lê ăn dạ nằm ở đó, lê lết nằm ở đó, không biết để làm gì. À, trời ơi, khóc lóc ỉ ôi, trời cho tôi gặp thầy một cái, cho tôi chạm tay vào thầy một cái, để làm gì cô chú anh chị? Đó là cái hành động u mê mà nói ra thì nhiều người đó nói rằng là mình sân si, nhưng thực chất đó thì ai giải thích dùng tôi những cái hiện tượng như vậy đó là những cái hiện tượng gì ngoài hai chữ là u mê nha cô chú anh chị. Đó là cái nội dung mà ngày hôm nay Thanh Nguyên muốn gửi đến cho tất cả cô chú anh chị xung quanh câu chuyện của CEO Nguyễn Phương Hằng và cái câu chuyện hài hước của cô Đinh Lan nha cả nhà. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều, hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị trong những nội dung video mới tiếp theo.